Tú Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đã quay trở lại với chuyên mục audio truyền dài kỳ trên kênh youtube Chị Dộ. Tú Quỳnh rất vui khi lại được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, tập vừa rồi Tú Quỳnh đã gửi đến cho quý vị những tin tiết đầu tiên của bộ truyện Áo cưới màu tan được viết bởi tác giả Lan Đình và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục được theo dõi những tin tiết tiếp theo của bộ truyện này. Ngay bây giờ Thu Quỳnh và ekip của Đình Tùng Voi sẽ mang đến cho quý vị tập 2 của bộ truyện. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Thái độ giống như giận mà không phải giận này của cô khiến Tần Trinh không biết phải làm sao. Bình thường trong đơn vị anh rất kiệm lời, Mỗi khi ở bên cô đã cố gắng nói rất nhiều Cố gắng trả lời nhanh chóng Như câu hỏi của cô Để kéo gần khoảng cách giữa hai người Thế nhưng Bà bầu nào cũng có tâm trạng mưa nắng thất thường như thế sao Từng chinh cười khổ Anh cũng không dám khơi chuyện Vì anh sợ càng nói lại càng sai Bên này thời niệm lại tưởng rằng Anh phật ý với sự tò mò Gia cảnh nhà anh của mình Vì vậy cô cũng im lặng tuyệt đối Trong xe giống như càng lúc càng lạnh cặp vợ chồng trên danh nghĩa dường như từ từ rơi vào chiến tranh lạnh đầu tiên mà không rõ nguyên do khoảng một tiếng đồng hồ sau thời niệm đã biết được nguyên nhân anh trốn tránh không muốn trả lời câu hỏi của cô bởi vì hoàn cảnh gia đình của anh đâu chỉ khá một chút như lời anh nói chiếc xe dừng trước cổng sắt to lớn sừng sững xung quanh có trạm gác với những người trang phục bảo vệ quy chính Tần chinh hà cửa sổ xe nghiêng đầu sang Người bảo vệ đứng ngay cổng nhìn rõ mặt anh mới chạy đến mở cổng. Thời điểm vẫn chưa hết ngỡ ngàng, xe đã chạy vào một khoảng sân rộng với một khu vườn trồng đầy hoa cảnh đắt giá. Đập vào mắt cô là một ngôi nhà nhiều tầng rộng lớn với kiến trúc hoa lệ nằm ở vị trí trung tâm của khu vườn ấy. Cảm giác choáng ngợp vây lấy cô. Cửa xe vừa mở, Tần chinh xoay người sang mở dây an toàn cho thời niệm, thấy vẻ mặt ngây ngẩn cùng với ánh mắt phán xét của cô nhìn mình thì có hơi chột dạ anh hắn giọng thì thầm em đừng lo lắng gì cả mọi việc cứ giao cho tôi nhé không giao cho anh thì cô còn có thể làm gì được nữa đây thời điểm liếc mắt nhìn người đàn ông trung niên từ cửa lớn đang chạy vội tới đây chỉ có thể gượng cười bảo lát nữa tôi tính sổ van sau anh tần người vừa chạy tới là một người đàn ông chừng hơn năm mươi tuổi Ông ấy dừng cách chiếc xe khoảng một thước Rồi cúi đầu chào cung kính Cậu ba Cậu về rồi Bà chủ rất nhớ cậu Mấy hôm nay đã định gọi điện bảo cậu về đấy Chẳng phải tôi đã về sao Bác Châu Dạo này bác vẫn khỏe chứ Tần Trinh hỏi thăm xong xuôi đã bước xuống xe Mở cửa chiều thời niệm bước xuống Bác Châu nhìn chiếc váy Và khuôn bụng thấp thoáng nhô lên Sau làng vải mềm kia thì bỗng liếu lưỡi bảo. Này cái cái này cậu ba. Giới thiệu với bác, đây là vợ mới cưới của tôi, tên cô ấy là Thời Điểm. Bác Châu nhìn cô gái trẻ xinh đẹp đang nhìn mình cười gượng, cảm thấy tay chân mình đột nhiên luống cuốn Chào chào mợ ba, tôi là Châu Trại, là quản gia ở đây. Bác gọi người giúp tôi mang đống đồ đạc phía sau lên phòng cho tôi nhé. Tôi mang thời niệm đến chào bố mẹ, bảo với vú trương hầm giúp tôi một chén cháo nhẹ, bây giờ cũng trưa rồi, cô ấy dạo này cũng hay chống đói. Châu trại nhìn Tần Chinh, quay người sải chân bước nhanh vào nhà, anh đi được một đoạn mới sực nhớ ra, con thời niệm tuột lại ở phía sau. Tần Chinh đứng chờ vài giây, liếc mắt nhìn thấy con đường vào nhà trái đầy sỏi trắng, hơi nhấp nhô, anh không nghĩ ngợi, liền chia tay ra trước mặt cô. Thời niệm có hơi ngỡ ngàng bởi vì hành động này của anh. Như bác Châu còn đang nhìn hai người đắm đuối, cô không thể làm gì khác hơn là đặt tay mình vào trong lòng bàn tay rộng rãi của anh. Tay anh siết chặt bàn tay cô, hai người cùng bước chân qua cánh cửa vòm, làm từ những dây hồng leo đỏ rực. Hương hoa quanh quẩn một góc vườn. Bầu trời hôm nay trong xanh không chút gợn mây, thời niệm hít một hơi thật sâu. Thời khắc trước bão tố bao giờ cũng im liềm như thế Cô có một dự cảm không hề tốt Khoảnh khắc Tần Trinh siết lấy bàn tay mềm nhỏ trong tay mình, anh đột nhiên cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn một nhịp Cảm xúc phập vòng này anh chưa bao giờ có, cũng không biết phải định nghĩa nó như thế nào Liếc nhìn cô gái đi bên cạnh Tần Trinh có thể cảm nhận được sự căng thẳng của thời niệm Cô ấy đang cắn môi, bàn tay tự do kia đang kéo lấy mép váy để sát nhẹ Đừng căng thẳng cứ tin vào tôi Thời niệm ưm nhẹ rồi bước theo anh Lên bậc tềm Khi hai người đứng trước cửa phòng khách Đối diện với ánh mắt thạng thốt của những người trong phòng Thời niệm như sực tỉnh Mới vội vàng rút bàn tay mình về Cảm giác trống rỗng trong tay Kéo tầng chinh quay về với thực tại Anh lướt mắt nhìn khắp phòng Không biết là may mắn hay xui dẻo Cả nhà họ tầng hôm nay đều có mặt đông đủ Họ đều đang dùng ánh mắt đánh giá cô gái xa lạ Đứng bên cạnh tầng chinh Cảm giác sự bối rối của thời niệm, Tần Trinh bước tới thêm một bước, chắn ngang trước mặt cô, bắt đầu chào hỏi những người có mặt trong phòng. Thưa bố mẹ, con mới về. Anh hai, chị dâu, đã lâu không gặp. Chào cô Lệ Trân. Bà Tần, mẹ của Tần Trinh là một người phụ nữ đã ngoài 60, nhưng toạt nhìn thì vừa như bước qua tuổi 50. Gương mặt và dáng người được chăm sóc tốt, làm bà ấy trông trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật. lúc này đôi mắt lạnh trên gương mặt quý phái kia đang nhìn chăm chăm vào cô gái đứng sau con trai mình. Bên cạnh bà ấy có một cô gái trẻ đang đứng. bàn tay cô ta khoác nhẹ lên lưng ghế của bà ấy, nói với vẻ rất thân mật. đó hẳn là cô gái tên lệ trân mà từng chinh chào lúc nãy. lệ trân cũng là một cô gái xinh đẹp. cô ấy tỏa ra thứ sắc đẹp nền nã dịu dàng của một người phụ nữ trưởng thành. nhìn cô ấy có vẻ lớn hơn thời niệm vài tuổi. Chẳng biết thời niệm có nhìn nhầm hay không Nhưng cô tình mắt nhận thấy Lúc này sắc mặt của Lệ Trân dường như hơi trắng Tầm mắt buông thỏng không nhìn cô Như những người khác Ông Tần là một người đàn ông quát thước Có tác phong nghiêm nghị Lúc này chỉ gật nhẹ đầu im lặng Muốn xem con trai sẽ gây ra náo động gì nữa Anh trai từng chinh là một người trí thức Với cặp mắt kính dày cộp Và nụ cười hiền hòa Vợ anh ta lại là một người phụ nữ sang trọng Lúc này đang ngồi bên cạnh ngắm nghía bàn tay với bộ móng sạc sợ. Kiểu như không quan tâm, nhưng đôi vai vẫn vẽn lên để nghe ngóng. Đây là vợ mới cưới của con. Tên cô ấy là Thời Niệm. Thời Niệm, đến đây chào bố mẹ và anh chị đi. Thời Niệm nhận thấy ánh mắt của mọi người tập trung vào mình, liền cảm giác khuôn mặt như nóng cháy, làn da từ từ đỏ ứng vì ngựa nghịu. Thế nhưng, vào lúc này bàn tay ấm áp của Tần Trinh tìm đến tay cô, cho cô hơi ấm và sự cổ vũ. Lần đầu tiên thời niệm gạt bỏ bản tính nhát gan của mình, cô cố gắng nở một nụ cười, dù ngượng ngập. Con chào bố mẹ em chào anh hai, chào chị hai. Không khí dường như đã quánh trở lại, ông bà Tần không đáp lại lời chào của thời niệm. Thậm chí, bà Tần còn nhìn Tần Trinh rồi nhổm dậy muốn nói gì đó. Nhưng cô gái đứng sau ghế, đã kịp thời kéo bà lại rồi lát đầu nhìn về phía ông Tần. Bà Tần ôm lấy ngực, Tựa vào ghế nhìn ông Tần Đang kìm nén cơn giận Mà hỏi Tần Trinh Con làm như vậy là có ý gì Nghĩa là bố mẹ con chết hết rồi hay sao Mà lấy chuyện kết hôn ra Làm trò đùa như thế này Bố là thật chứ không phải con đùa Bọn con đã đăng ký kết hôn Từ tháng trước Còn nguyên nhân con không báo trước cho bố mẹ biết Là vì con phải tổ chức hôn lễ gấp Thời niệm Cô ấy đã mang vai gần được 5 tháng Câu cuối cùng này chẳng khác gì quả bom đổ bên tay những người có mặt trong phòng. Bà Tần há miệng nhưng không thể thốt lên. Người anh trai tên Tần Chiến cũng không giữ được vẻ thông dông lúc nãy. Vợ anh ấy chợt mình đánh rơi cả lọ sơ móng tay xuống sàn. Cô gái tên Lệ Trân thì phản ánh mạnh nhất. Cô ấy mím môi, nhìn Tần Trinh trần trối, rồi rơi nước mắt. Chỉ có ông Tần là còn bình chân như vậy, những mày hỏi Tần Trinh lại tiền trảm hậu tố anh giỏi lắm đây là con ghim lần trước anh tự ý thay đổi nguyện vọng đại học để thi vào trường quân đội mà không thi vào học viện hành chính theo ý muốn của ông ấy tần Trinh biết bây giờ không phải là lúc chống đối với bố mình anh cần đồng minh lúc này vì vậy lần đầu tiên sau nhiều năm anh cúi đầu yếu thế trước ông tần con biết mình đã qua mặt bố mẹ như thế này là con sai con thành thật xin lỗi bố mong bố thương chúng con Ông Tần đột nhiên thấy con trai Thử tỏ ra biết điều như vậy Thì cũng có phần trở tay không kịp Trong ba đứa con của ông Thì Tần Chinh chính là đứa cứng đầu cứng cổ nhất Từ thời thanh niên đã làm cho ông đau đầu vô số lần Ông Tần vốn muốn hướng cả hai đứa con trai Tham gia chính trường như mình Nhưng Tần Chinh một hai phải tham gia vào quân ngũ Làm một người lính để thỏa chí anh hùng Hai lần vào sinh ra tử tùy giúp anh được thăng hàm vượt cấp, nhưng cũng khiến cho cả nhà thoát tim, lên bờ xuống ruộng. Mỗi dịp Tần Trinh về nhà thì chủ đề nói chuyện giữa ai cha con chưa bao giờ là êm ái. Thế mà lần này Tần Trinh lại xuống nước trước ông. Khuôn mặt của ông Tần trở nên bớt nghiêm trọng hơn. Hai người nhìn nhau. Thôi, con đã làm tới bước này, thì còn gì để phản đối. Đây là ngoại lệ duy nhất, biết chưa? tần trinh không ngờ ải của bố lần này lại vượt qua dễ dàng như vậy anh nở nụ cười cúi đầu con cảm ơn bố cùng lúc đó là tiếng bà tần cũng vang lên đầy gấp gáp ông ạ à, ông tần cắt lời bà ấy trong ánh mắt xuất hiện sự trách cứ rõ ràng nhất còn bây giờ bà muốn sao chúng nó đã đăng ký kết hôn bảo nó ly hôn để mang tiếng qua hai đời vợ nữa sao vì tôi đã quyết định thì không bàn cãi nữa. Anh Châu bảo với người làm trong nhà sắp xếp chăm sóc cho mợ bà. Đây là thái độ ra mặt những con dâu và cháu của ông Tần. Bà Tần còn muốn nói gì thêm, nhưng lần thứ hai bị lệ chân kéo áo ra hiệu. Chỉ đành khó chịu tựa vào ghế, thở dụng. Đây xem như là tín hiệu kết thúc lần gặp đầu tiên này. Vợ chồng Tần Chiến đứng dậy ra ngoài, bọn họ đã kết hôn và dọn ra khỏi nhà đã nhiều năm nay chỉ khi có những dịp lễ Tết tụ hợp gia đình mới xuất hiện ở đây. Tần Chiến hiện tại đang theo con đường của bố mình, đang làm người đứng đầu một huyện nhỏ ở vùng xa xôi. Chỉ về ở nhà nghỉ phép vài hôm rồi sẽ cùng với vợ trở lại nơi công tác. Đứng nhìn vẻ ngoài kiêu xa của cô vợ Hà Trúc Đồng, mà nấy đánh giá nhầm. Cô thiên kim tiểu thư kiêu kỳ như cô ấy, vậy mà có thể chịu khổ cùng Tần Chiến, buồn bà, khó nhọc biết bao nhiêu năm nay. Vì vậy Tần Chiến và nhà họ Tần rất tôn trọng cô ấy. Hai người đi ngang qua chỗ vợ chồng em trai. Tần Chiến vỗ vai Tần Chinh, động viên rồi nhìn thời niệm cười hiền hòa. Khi nào đứa bé chào đời thì báo cho anh chị một tiếng, hai bác sẽ có quà xứng đáng nhé. Thời điểm nhỏ giọng cảm ơn, nhận thấy chị dâu đang liếc cái bụng của mình với ánh mắt hâm mộ, xen chút buồn rầu. Bắt gặp ánh mắt tò mò, khó hiểu ấy, hạ trúc đồng bối rối thu lại tầm mắt gật đầu chào hai người rồi kéo chồng ra khỏi cửa bà từng thấy cả chồng và con trai lớn đều tỏ ý chấp nhận cô con dâu bất ngờ này nên cũng không có phản ứng gì thêm nữa Từng chinh chào bố mẹ rồi kéo tay thời niệm quay xuống giữa nhà thực sự là quá ngoan ngoãn anh bảo cứ giao cho anh là từ lúc bước vào đến giờ cô ấy không hề hé răng ngoài câu chào lúc nãy ngẫm nghĩ xong thấy không nhìn được vui vẻ, Tần Trinh nở một nụ cười nhẹ. Tiếng cười nho nhỏ này lọt vào tai cô gái đứng bên cạnh bà Tần, sắc mặt cô ấy càng thêm trắng bịt, đôi môi đỏ mọng bị cắn đến mức muốn bật máu. Thời điểm ngắm nhìn căn phòng riêng của Tần Trinh, cô cảm thấy bất ngờ với cách trang trí tối giản, hoàn toàn khác biệt với phong cách hào nhoáng ở phòng khách ban nãy. Căn phòng rộng rãi với khu làm việc riêng biệt, trên bàn bày một ít giấy tờ phía sau là kệ sách lớn và dài chất đầy các loại sách liên quan tới quân sự và chiến tranh phòng ngủ được thiết kế ở một bên với chiếc giường đôi to lớn trang trí gà gối màu nâu đơn giản chăn đệm vẫn thẳng tớm, sạch sẽ dù chủ nhân của nó đã rất lâu không trở về nhà tôi được một tuần nghỉ phép kết hôn sẽ ở đây với em cho đến khi em tạm quen với nếp sống trong căn nhà này Bây giờ nhà của tôi cũng chính là nhà của em Em có muốn gì thì cứ hỏi Tôi sẽ giải đáp mọi thứ cho em Thời niệm nhìn người làm đang lui côi Sắp xếp đồ đạc ở một góc Nghĩ muốn từ chối anh Cũng không dám thốt nên lời Cô cảm thấy như mình đang làm chuyện Lừa dối Nhân tố chính để người nhà anh chấp nhận được Cuộc hôn nhân Một cách nhanh chóng như thế Là đứa bé trong bụng cô Thế nhưng nó hoàn toàn không liên quan máu mủ với anh. Cô không thoải mái với ý nghĩ một ngày nào đó người nhà anh biết được sự thật sẽ nhìn mình với ánh mắt như thế nào. Từng chinh đặt chiếc vali nhỏ chứa vật dụng cá nhân của thời điểm bên cạnh bàn trang điểm, nhìn thấy vẻ rối rắm trong mắt cô thì cũng hiểu được phần nào. Anh cũng không vội thúc ép cô chấp nhận hoàn cảnh sống mới này mà sẽ dùng khoảng thời gian ít ỏi này để củng cố địa vị và mối quan hệ của cô trong nhà để khi không có anh bên cạnh, vợ của anh sẽ không bị bắt nạt. Cô gái có tên lệ trần đó cũng là người nhà của anh sao? Nhìn xem, trực giác của phụ nữ thực sự là nhạy bén. Trong vô số người xa lạ mới tiếp xúc ngày hôm nay, người đầu tiên cô chọn để hỏi lại là người phụ nữ, thậm chí còn chưa nói lên được một câu trong suốt buổi gặp mặt ban nãy. Tần Trinh không thấy phiền, Thậm chí còn có một niềm vui khó hiểu khi cô quan tâm đến sự có mặt của Lệ Trân. Cô ấy là gì của con trai tôi? Đã ở bên cạnh chăm sóc nó từ khi mới chào đời. Sức khỏe của mẹ Tần Đình vốn không được tốt lắm. Từ khi sinh đứa bé, đã phải nằm viện triền miên trên giường. Năm Tần Đình được 4 tuổi thì cô ấy qua đời. Nói như vậy, Lệ Trân đã ở bên cạnh anh từ khi ấy đến giờ sao? Bóng đèn đột nhiên bao phủ trước mặt thời điểm Cô giật mình ngước lên đã thấy khuôn mặt của Tần Trinh gần trong gan tức. Anh chăm chú nhìn vào đôi mắt cô, nhỏ giọng chậm rãi bảo. Không phải ở bên cạnh tôi, mà là ở bên cạnh con trai và mẹ tôi. Tôi với cô ấy tuyệt đối không có bất kỳ mối quan hệ nào cả. Thời điểm hốt hoảng, nhìn cô giúp việc vẫn còn loay hoay ở một góc. mà cô bừng đỏ, giọng nói bỗng dừng lắp ba lắp bắp. Anh... anh Tường Tường Chinh nhận ra cô đang không thoải mái Vì vậy anh liếc người giúp việc đang lúi hối Ra ngoài rồi thu lại cử chỉ gần gũi ban nãy Em thay đồ rồi nghỉ ngơi đi Thời niệm như được giải thoát Cô vội vàng ôm vội một bộ quần áo Chui tọt vào trong phòng tắm Không ai chú ý Khi người giúp việc đứng tuổi kia vừa bước ra ngoài Ở lối rẽ của hành lang Có một người đang đứng sẵn để chờ bà ấy bữa cơm tối bắt đầu cũng có phần yên ả. Chẳng hiểu ai đã, đã thông tư tưởng, mà khi đối diện với thời điểm lúc này, gương mặt bà Tần đã có phần dễ chịu hơn. Lệ Trân ở bên cạnh nhỏ nhẹ trò chuyện và gấp thức ăn cho bà ấy. Cánh tượng hài hòa thân thiết như một đôi mẹ con. Ngồi bên trái của ấy là một bé trai khôi ngô, chừng 7-8 tuổi gì đó, hẳn là con trai của Tần Trinh. Đứa bé không hề chú ý tới những lời trò chuyện của mọi người xung quanh, chỉ dùng đũa gạt những hạt cơm trong chén, không biết đang suy nghĩ gì. Cậu nhóc có khuôn mặt với những đường nét thanh mảnh, nhu hòa, hoàn toàn khác với nét cương nghị của Tần Trinh. Chỉ có khuôn miệng với đôi môi mỏng là giống anh nhất. Tần Đình, con chào dì Niệm đi. Lệ Trân ngồi sát một bên, gấp một miếng cá đặt vào trong chén của Tần Đình, bàn tay phút nhà đầu cầu nhóc, mềm giọng dỗ dành. Bài này khi bước vào bàn ăn cơm, Tần Trinh đã một lần yêu cầu Tần Đình chào thời niệm. Nhưng đáp lại anh chỉ là ánh nhìn dưỡng dưng, không chút cảm xúc của thằng bé. Tần Trinh hơi phật ý, nhưng vì đang sắp tới bữa cơm, anh cũng dằn lòng mà không răng dậy con ngày lúc ấy. Lúc này nghe thấy Lệ Trân nhắc đến chuyện cũ, thời niệm cũng không nhìn được, nhìn Tần Đình thêm một cái chỉ thấy tần đình hơi giật mình trước bàn tay ôm nhô của lệ trân cậu bé nhìn về phía người cha đang đứng im lặng dùng bữa của mình sau đó thì cực mắt xuống lắc đầu bà tần sợ cháu trai của mình bị tần chinh phạt thế lại nhìn lệ trân sẵn giọng đang vợ cơm nước chào cái gì mà chào chứ cháu trai tôi muốn chào ai thì chào không muốn quan tâm thì cũng tùy nó không ai được quyền chàng ép cháu đích tôn của nhà họ tần này cả vừa nói Ánh mắt của bà vừa liếc xéo vào chiếc bụng hơi nhô cao của thời niệm. Tuy rằng ra vẻ đang mắng, lệ trân, nhưng Phạm là người không ngu dốt, liền biết bà ấy đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòa. Muốn nhân dịp này cảnh cáo cô con dâu mới về địa vị then chốt của Tần đình ở cái nhà này. Vâng, cháu biết rồi, cháu xin lỗi dì Tần. Lệ Trân giống như vẫn đang hồn nhiên, không biết tâm tư của bà ấy. Sau khi bị quát, chỉ cười gượng gạo Đôi mắt Rơm rớm nước làm người ta Vừa nhìn đã thấy thương Thế nhưng trong ba người đàn ông đang ngồi bên cạnh Lại không có một ai quan tâm đến Ông Tần đang bận Lý xéo bà vợ của mình để cảnh cáo Tần Chiến đang mãi miết Gỡ xương cá cho vợ mình Mọi việc xung quanh đều như chẳng liên quan đến anh Hạ Trúc Đồng đang mỉm cười Với vẻ không quan tâm Nhưng bàn tay để trên mép bàn đã thu lại thành một nắm đấm siết chặt. Tần Trinh cũng không rảnh rỗi, liên tục xoay chiếc bàn để gấp thức ăn thành một túi nhỏ trong chén của thời niệm. Không, đủ rồi, đừng lấy nữa, sẽ lãng phí lắm. Vạt áo bị giật giật dưới gầm bàn, Tần Trinh ngừng chiếc đũa nhìn về phía người bên cạnh. Trước ánh mắt khẩn thiết của thời niệm, anh rút chiếc đùi gà đang sắp rơi xuống chén cô, ngẫm nghĩ một giây lại đưa về hướng lệ chân ở phía đối diện. Đôi mắt của người đẹp đang rưng rưng kia cũng thật lạ. Thoáng thấy động tác của anh thì mặt mày tươi tỉnh cấp tóc. Khóe miệng dương lên thành một nụ cười ngọt ngào. Thế nhưng Tần Chinh lại đem chiếc đùi gà ấy bỏ vào chén con trai đang ngồi cạnh cô ta. Hành động này rơi vào mắt những người trên bàn gây ra nhiều phản ứng khác nhau. Tần Đình giật mình kèm theo luống cuốn Hẳn là Tần Trinh chưa bao giờ có động tác chăm sóc thường thiết như lần ấy với cậu nhóc. Hạ Trúc Đồng bật cười, khe khẽ nhìn khuôn mặt bỗng chốc trở nên méo mó, gượng gạo của Lệ Trân. Bà Tần suốt cuộc cũng hài lòng khi thấy con trai tỏ thái độ quan tâm đến châu đích tôn của mình. Thế là thái độ đối với thời niệm cũng giảm đi một chút khắc nghiệt. Cô làm nghề gì? Gia cảnh thế nào? Cô ấy là giáo viên, mẹ hỏi đến gia cảnh để làm gì? mặt bà từng câu lại Nhìn về phía con trai mà trách cứ Nó không có miệng trả lời hay sao Mà con cứ phải nói thầy nó thế Nhà có một người không thể nói được Là chuyện quá khổ sở Con còn muốn tìm một con câm về báo nữa hay sao Tiếng câm này của bà Tần Như cái tác nặng nề Dán thẳng vào mặt hai cha con Tần Chinh Anh ngẩng đầu dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn mẹ Khuôn mặt của Tần Đình đã tái hẳn đi Hiện nhiên Người câm được nhắc đến, chính là đứa cháu nội này, Tần Đình không thể nói chuyện. Đủ rồi, bà càng nói càng khó nghe. Tần Đình chỉ là do bị rơi xuống nước suýt chết, kinh hoảng quá độ mà tạm thời không thể nói. Bà cứ phải nhai đi nhai lại chuyện này, để làm cháu nó đau lòng, làm cả nhà mất vui vẻ như thế sao. Bà Tần mở miệng, định biện bạch gì đó, nhưng từ bản thân cũng nhận ra mình nói hơi quá. Vì vậy chỉ nhìn Tần Trinh và thời niệm với ánh mắt khó chịu. Tần Trinh thấy bố ra mặt giải quyết chuyện này thì thái độ cũng bớt đi sự ác liệt. Chỉ im lặng và ăn cơm. Thời điểm không muốn làm anh bị khó xử. Vì vậy cất giọng lệ phép trả lời bà Tần. Dạ con làm nghề giáo viên mầm non. Cũng được mấy năm nay, trong nhà không còn ai. Bố mẹ cũng đã mất từ lâu. Vậy cô làm thế nào mà quen được con trai tôi? Bọn con bọn con viết thư tần Trinh bên cạnh quay đầu mạnh nhìn về phía thời điểm đến chừng như hiểu ra cô đang nói dối cho qua chuyện anh nở một nụ cười tự dĩu rồi tiếp tục ăn cơm bà tần dường như cảm thấy câu chuyện này vô vị quá nên cũng còn muốn hỏi nữa xua tay làm cho mọi người dùng bữa tần chiến nãy giờ không tham gia một lời nào vào câu chuyện ấy rốt cuộc cũng gỡ xong con cá lớn đẩy sang cho vợ Hạ Trúc Đông nhận lấy, dường như khiêu khích, nhìn về phía lệ trân, rồi nhẫn nhà bỏ vào trong miệng. Bữa cơm không mấy yên ả này, rốt cuộc cũng trôi qua. Uống hết chén trà thì ai về phòng người nấy. Thời niệm, nhìn chiếc giường đang rộng lớn trong phòng mà cảm thấy vô cùng khó xử. Cô vân vân, không biết tối nay nên sắp xếp chỗ ngủ của hai người như thế nào. Đây là nhà của Tần Trinh và đây cũng là phòng của anh. Cô không thể mặc giày mà yêu cầu anh đi chỗ khác để ngủ. Tần Trinh yên lặng, tựa bên cửa sổ ngắm cô gái đang vò đầu bước tóc bên mép giường chán chê. Đến lúc có tiếng gõ cửa vang lên mới lưỡng tưởng bước ra mở cửa. Quản gia châu trại mỉm cười chào anh. Phía sau là một người giúp việc đang ôm một bộ ga giường mới. Trước nụ cười khó hiểu này của ông ấy, anh bỗng nhiên chột dạ. Trời đang chuyển lạnh, Cháu sợ chăn trên giường không đủ ấm Thời điểm sẽ bị cảm Vâng ạ à, tôi biết rồi cậu ba Châu trại sống đến từng tuổi này Đã trải qua biết bao nhiêu sự đời Không khó để ông ấy nhận ra Thái độ của cặp vợ chồng mấy cưới này Có gì đó khác lạ Nhưng đây là việc riêng của gia đình chủ Không đến lượt ông ấy quan tâm Vì vậy ông ấy nhanh chóng chào Tần Chinh Rồi dẫn người bước đi Tần Chinh mang bộ chăn mới vào trong phòng Trải nó ra ở khoảng không giữa bàn làm việc và giường ngủ. Xong xuôi là dục thời niệm đi tắm rửa thay quần áo rồi nghỉ ngơi sớm. Thời điểm bước ra khỏi phòng tắm, đã nhìn thấy anh nằm yên trong mũ chăn dưới đất. Cô ngần ngại đề nghị. Hay là để tôi ngủ phía dưới cho, anh cứ lên giường mà nằm đi. Tần Đình đã khép lại đôi mắt, nhưng vẫn trả lời cô bằng giọng điệu treo chọc. Em cứ ngủ trên đấy đi, tôi quen nằm đất rồi, em đang có thai không thể tùy tiện ngủ dưới đất lạnh như thế đừng có nhường qua nhường lại mãi không được đây vốn là giường của anh Tần trên mở mắt ra nhìn về phía cô trên gương mặt nghiêm nghị kia lại có thêm phần trêu tức nếu như em có lòng thương xót như vậy thì cho cả tôi ngủ cùng trên giường cũng được tôi hứa là tôi sẽ ngủ cực kỳ ngoan ngoãn có dám không mặt thời điểm bắt đầu trở nên cấp tốc chung giường chung gối với anh là điều cho đến tận bây giờ cô vẫn không thể làm được vừa nghe anh nói như thế cô hoảng hồn vội vàng cởi giày leo lên giường ngay vì sợ anh đổi ý tần chinh nhắm lại đôi mắt nghe tiếng sột soạt trên giường lấy hai ngón tay đè lại đôi môi không tự chủ mà nhét lên của mình đột nhiên anh cảm thấy sự sống cả đời cứ thế này cũng không tệ lắm buổi sáng tần chinh dậy từ rất sớm để ra ngoài chạy bộ Ngắm nhìn cô gái nhỏ vẫn đang cùng mình ngủ say sưa trên giường một lúc lâu. Anh quyết định không gọi cô dậy mà cho cô ngủ đến chừng nào muốn tỉnh thì thôi. Anh để lại mảnh giấy nhỏ trên bàn làm việc. Anh bảo sẽ tranh thủ ăn sáng cùng với cô. Thời điểm tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao, giấc ngủ dài khiến tinh thần cô phấn chấn hơn. Liếc nhìn xuống đất, chỉ thấy đống chăn gối lộn xộn mà không thấy người đâu cả. Nhìn thấy mảnh giấy nhỏ anh để lại, thời niệm mới yên tâm thu dọn lại chăn đệm chỉ vừa mới cất tấm ga trải giường vào trong tủ đã nghe thấy tiếng gõ cửa thời điểm mở ra đã thấy lệ trân cười ngọt ngào nhìn mình em ngủ có ngon không chị sợ em là chỗ ngủ không thoải mái nên sáng sớm để hỏi thăm em chút thấy cô ấy liếc mắt vào trong phòng theo phép lịch sự thời điểm liền nếp sang một bên mời lệ trân đi vào đi đến chỗ tầng chinh ngủ đêm qua Đến bây giờ vẫn còn một chiếc cối chưa kịp dọn. Đột nhiên cô ấy vấp vào làng váy dài chống tay xuống đất. Thời niệm nhìn một loạt động tác ấy. Cảm thấy hơi khó hiểu. Còn chưa biết làm thế nào thì cửa phòng đột ngột mở ra. Tần Trinh đầu đầy mồ hôi, khoác khăn mặt bước vào. Chiếc áo thể tao của anh mặt đã ướt đẫm mồ hôi, dán chặt trên đám cơ ngực và cơ bụng vạm vỡ. Cả người tỏa ra hơi thở nam tính, nồng đậm theo từng động tác. Lưng dài eo hẹp Khuôn mặt rắn sỏi lại càng thu hút hơn Với những giọt mồ hôi Lướt trên làn da nâu khỏe mạnh Thế mà trên tay anh cầm mấy quả mơ chua Chín vàng ươm Hoàn toàn phá nát hình tượng Gợi cảm chết người này Lệ Trân nghe tiếng động điện chống tay Đứng dậy Trong mắt hạ xuống Nhìn chăm chăm vào bàn tay mình Lúc cô ấy ngước lên Trong ánh mắt đột nhiên sáng rực khác hẳn lúc nãy Lệ Trân nhìn về phía tầng trinh nhẹ nhàng giải thích. Em đến hỏi thăm vợ anh. Nghĩ rằng có lẽ anh bận rộn nên không tiện để dắt thời niệm đi tham quan cảnh trong nhà. Ừ. Tần Chinh nhìn cô ta một lúc không nói. Khi thời niệm cho rằng anh muốn từ chối thì anh lại khẽ gợt đầu rồi đặt mớ quả vào trong tay cô. Vậy thì em đi đi, cẩn thận một chút. Thời niệm còn đang sử sợ nhìn mấy quả nhỏ vừa đặt vào tay mình. Anh hắn giọng một cách mất tự nhiên. Anh thấy mấy trái này ngon mắt nên tiện tay hái về. Nếu chua quá thì vứt đi nhé. Có lẽ hiếm khi thấy Tần Trinh chăm sóc. Lại nói năng nhỏ nhẹ như vậy với người khác phái. Lệ Trân ngẩn người một lúc rồi gượng cười kéo tay thời niệm đi ra ngoài. Trước lúc đi, thời niệm dùng ánh mắt ra hiệu với anh về chiếc cối còn nằm trọng chờ dưới đất. Anh nhướng mày dùng bàn tay đang khoanh trước ngực ra dấu ok với cô thời niệm bị động tác trẻ con này của anh treo ghẹo cô miếng môi cười quay đi mà không biết loạt động tác vừa nãy của hai người đã rơi vào mắt của lệ trân lại chói mắt đến biết bao nhiêu khuôn viên nhà họ tần cũng không phải nhỏ lệ trân dẫn thời điểm đi xung quanh giới thiệu chỗ ở của những người khác trong nhà cô ấy cũng có một gian phòng lớn nằm bên cạnh phòng của tần đình xem như địa vị cũng không thấp trong cái nhà này đi mãi đến một hồ nước vắng vẻ phía sau nhà lệ trân dừng lại rồi chỉ về phía hồ nước trong xanh sâu thẳm ở phía xa năm tầng đình bốn tuổi sau khi lệ châu mất được mấy ngày nó đã mãi chơi nên bị rơi xuống đó suýt chút nữa thì chết đuối sau khi được cứu lên bờ do quá hoảng sợ mà không thể nói chuyện đến bây giờ số nó cũng thật là khổ vừa ra đời thì mẹ nó đã nằm triền miên trên giường bệnh đến hơi ấm và sự quan tâm của một người mẹ cũng chưa từng được hưởng. Tần Trinh bảo với em rằng chị là dì ruột của Tần Đình. Ồ, anh ấy bảo với em rồi sao? Mẹ của Tần Đình là em gái của chị. Tên của ấy là Lệ Châu. Chị là con gái được nhà họ Lệ nhận nuôi. Xem như cũng không phải ruột thịt gì với Tần Đình. Nhưng mà từ nhỏ thằng bé đã rất quấn chị. Chị thấy tội nghiệp nó côi cút. Nên mấy năm nay vẫn ở lại đây để chăm sóc nó ra thế thân phận của lệ trân cũng thật là éo le sống nhờ ở nhà chồng người em gái đã mất mà chăm sóc cho con và cả mẹ chồng của cô ấy có lẽ do nhiều năm qua lệ trân chung sống cùng với nhà họ tần không hề để thời niệm nhận ra lệ trân này rất được lòng của bà tần nghĩ cũng phải người ta nói năng nhỏ nhẹ khéo hiểu lòng người lại còn coi như là chỗ dựa cho đứa cháu duy nhất mồ côi mẹ của họ địa vị thực sự không thể xem thường chỉ là đôi khi ánh mắt của ấy nhìn Tần Trinh lại mang theo chút tình cảm, phải gọi là sự ngưỡng mộ. Thật ra trước khi Tần Trinh đưa em về đây thì trong nhà cũng hối thúc. Anh ấy tái hồn rất nhiều lần nhưng mà liên tục từ chối. Vì Tần, từng có ý hợp tác anh ấy với chị. Anh ấy lúc trước cũng rất quan tâm tới chị. Thế nhưng có lẽ duyên phận giữa chị và anh ấy lạnh bạc, rốt cuộc Tần Trinh lại quen biết rồi cưới em nhanh như thế. Chị cảm thấy rất bất ngờ. Nếu nói không thất vọng là giả dối. Lệ Châu đang đi phía trước, đột ngột dừng lại nhìn cây tùng bên bờ hồ đang vương cao trong nắng sớm. Rồi quay lại nói với thời điểm Ánh mắt không hề trốn tránh Mà nhìn cô Thời điểm bị lời này đánh trở tay không kịp Còn chưa nghĩ ra phải phản ứng thế nào Thì Lệ Trân đã cười khổ rồi nói tiếp Chị cũng biết chuyện nhân duyên là không thể cưỡng cầu Miễn cưỡng cũng không có hạnh phúc Từ bây giờ anh ấy sẽ chỉ còn là cha của cháu trai chị mà thôi Một thời gian nữa khi tình hình sức khỏe của Tần Đình tốt hơn Có lẽ chị sẽ rời khỏi đây để tìm hạnh phúc cho riêng mình Thời điểm nhìn vẻ u buồn cam chịu trên khuôn mặt cô ấy Theo lẽ thường thì cô nên cảm thấy ái ngại Vì mình đặt vào tinh tế một kẻ đến sau Thế nhưng trượt giá của một người phụ nữ lại khiến cô cảm thấy cần phải cảnh giác với người phụ nữ này. Nếu như cô và Tần Chinh là một đôi vợ chồng thực sự, thì những lời tâm sự có vẻ biết điều và đáng thương của Lệ Trân lúc này sẽ tạo ra một vết nứt trong tình cảm của hai người. Có người phụ nữ nào biết chồng mình từng sống chung nhà và quan tâm đến người phụ nữ khác nhiều năm mà có thể thấy thoải mái đâu chứ? Cô gái có tên Lệ Trân này có thực sự vô hại và hiền lành như cách cô ấy thể hiện ra hay không có lẽ thời gian sẽ trả lời tất cả lệ trân nhìn thời niệm nghe mình nói xong vẫn không hề tỏ ra có gì khác lạ trong lòng dường như đã nắm chắc được điều gì đó tiếp theo rất nhiệt tình mà dẫn cô rời khỏi bờ hồ khi thời niệm theo chân lệ trân đến phòng ngủ thì bữa sáng đã được mang đến từ lâu do đặc thù công việc của ông tần và tần chiến Nhà bọn họ chỉ ăn cơm đông đủ với nhau vào bữa tối. Lúc này Tần Trinh đã tắm sữa xong xuôi, đang ngồi đọc sách trên ghế. Thời niệm chào lệ trân xong, cũng không khách sáo mà đóng cửa phòng trở lại. Những lời tâm sự tha thiết của cô ta, tuy chưa đủ gây ra sóng to gió lớn, nhưng cũng thành công tạo nên một chút khó chịu trong lòng thời niệm. Cô tự trấn an mình rằng đây chỉ là tâm lý buồn bực của người phụ nữ đang mang thai mà thôi, hoàn toàn không phải ganh tị hay là ghen tuông tranh giành tình nhân gì cả. Sao thế? Có ai khiến cho em cảm thấy không thoải mái à? Thời niệm cũng phải giật mình trước năng lực quan sát và phán đoán của tận trinh. Cô đã cố thu lại sự khó chịu, đột nhiên xuất hiện trong lòng. Vẫn cố giữ khuôn mặt bình thản khi ngồi trên chiếc ghế đối diện với anh. Thời niệm cực mắt, dùng giọng điệu thường nhật để trả lời anh. Không có, sao anh lại hỏi như vậy? Ánh mắt của em nhìn không thoải mái như bàn nãy. Cô cố gắng điều chỉnh thêm chút cảm xúc vui vẻ trên gương mặt, cười gượng gạo rồi trả lời anh. Vậy à, có lẽ do đi loanh quanh hơi nhiều nên tôi cảm thấy có chút mệt. Thế thì em ăn sáng xong, ở trong phòng nghỉ ngơi, tôi có việc phải ra ngoài đến tối mới trở về. Có một số người họ hàng đến chơi, bố bảo tôi đón tiếp thay ông ấy. Tần Trinh mang theo chiếc khay cùng với chén đũa đi ra ngoài. Anh biết, Thời niệm còn xa lạ với chỗ này, hẳn là cô cũng không thích có người vào ra thường xuyên căn phòng. Thời niệm nhìn bóng người đàn ông, về chiếc khay, đừng lỗ nhổn đồ đạc một cách khéo léo, cô cảm thấy rất ngạc nhiên. Người trong cứng nhắc như tầng trinh, thế nhưng lại có một tâm tư như thế, anh ấy luôn quan tâm và đặt cảm xúc của cô lên đầu tiên, thế nhưng cô chỉ là một người vợ trên danh nghĩa, có đáng để anh nhọc lòng quan tâm đến như thế sao? Tần Trinh đi hơn 2 giờ đồng hồ, có một người giúp việc nhẹ nhàng gõ cửa vòng cô. Đó là khuôn mặt quen thuộc, là người phụ nữ đã thu xếp đồ đạc trong phòng giúp cô vào ngày hôm qua. Hình như là Thu Cúc. Thưa mợ ba, bà chủ, bà chủ gọi mời đến phòng bà dùng bữa trưa. Tôi biết rồi, tôi thay đồ xong sẽ đến ngay. Thu Cúc vân dạ rồi lui ra ngoài, để lại thời niệm một mình bần thần cắn môi. Cô biết ấn tượng của bà Tần về mình không tốt bữa cơm này nhất định là nuốt không trôi nhưng nhớ đến sự chăm sóc lẫn bảo vệ của tần chinh dành cho mình cho dù cuộc hôn nhân này có trên danh nghĩa đi nữa thời điểm quyết định sẽ làm chút gì đó để báo đáp cho anh cô không muốn tần chinh rơi vào cảnh khó xử khi đứng trước mặt hai người phụ nữ trước mắt thì cô chỉ có thể cố gắng hết sức để làm đến mức này mà thôi thực ra thời điểm cũng có chút tâm tư cô không muốn tỏ ra yếu thế trước người phụ nữ tên là lệ trân kia đóa hoa sen dịu dàng đó đem lại cho cô một cảm giác không hề tốt. Những sự quan tâm, nhìn như nhiệt tình của cô ta chỉ đem lại sự ái ngại và lạ lùng trong lòng thời điểm. Trực giác phụ nữ nói cho cô biết Lệ Trân không thích hợp để làm bạn bè tâm giao. Căn phòng của bà Tần được trang hoàng vô cùng lòng lẫy. Ở sảnh chính giữa phòng là một bàn ăn lớn, bây giờ đang ngồi bốn người. Lúc thời điểm bước vào, những người trong phòng đang trò chuyện cực kỳ vui vẻ. Tiếng cười sang sản của bà Tần chứng tỏ bà ấy đang cực kỳ dễ chịu và phấn khởi. Dạ Minh, cháu nói xem người thú vị như cháu tại sao đến bây giờ mới được biết chứ? Người hầu vén rèm cho thời niệm bước vào, cô ngước mắt, nhìn thấy ngoài bà Tần, lệ trân và Tần Đình ra thì còn có một người đàn ông lạ. Người đó tuổi khoảng chừng như Tần Chinh, nhưng khuôn mặt không có những đường nét sáng rõi như anh mà lại là một vẻ đẹp có chút âm nhu đôi mắt hẹp dài làn môi mỏng cùng với gương mặt xương xương khiến người ta có cảm giác e ngại lúc này người đàn ông buông đôi đũa xuống cười ha hả nhìn bà tần đâu có đâu có cháu cũng thật là vinh hạnh vì lần đầu tiên được gặp một phu nhân có tính cách cởi mở như bác tần đây nhìn khung cảnh trước mặt thời điểm có chút khó xử Cô cứ đứng cạnh rèm trù trù không dám bước tới May mà lệ trân Mắt sắc vừa nhìn thấy cô đã cười vui vẻ Vẫy tay Thời điểm đến rồi ạ à? Mau vào đây ăn cơm đi Chúng tôi chờ em một lúc lâu rồi đấy Vì sợ tần đình đói nên chúng tôi đành ăn trước vậy Em đừng có vật lòng nhé Thực ra thì khoảng thời gian thời niệm tay đồ Chỉ mất khoảng chừng 5 phút Khi tới đây cũng chưa quá 10 phút nhưng cách nói của Lệ Trân lại có vẻ làm cho người khác nghĩ rằng cô cố ý tới trễ. Thời niệm nhìn vẻ mặt hơi mất hứng của bà Tần, cô cũng không có ý định im lặng, khẽ cúi đầu chào bà Tần rồi quay sang cô ta để mỉm cười. Bởi vì lần đầu tiên tới đây cho nên em không nhớ đường, Ngạc nổi lại bảo người làm về trước nên bị lạc, may mà gặp được bác Châu dẫn em tới. Thời niệm đã đem Châu trại ra làm chứng cho lý do mình đến muộn, Lệ Trân nhất thời không còn gì để nói, chỉ cười trừ rồi kéo ghế ra cho cô. Vẻ tự nhiên và chu đáo tận tâm này thật chẳng khác gì của người chủ ở nơi đây. Thật không hổ là người tâm phúc của mẹ chồng cô. Khéo làm sao, chiếc ghế mà cô ta chọn cho thời niệm lại nằm đối diện với người đàn ông có tên Gia Minh. Anh ta thấy có người đối diện ngồi xuống, bèn ngước mắt lên nhìn. Thấy vẻ đẹp của cô gái ở đối diện có vẻ sửng sốt. Nhưng ngay sau đó, anh ta lại lấy lại vẻ mặt bình thường, rồi gật đầu chào cô một cách lịch sự. Thời niệm cũng gật nhẹ chào lại, khéo léo không hỏi nhiều mà quay sang tường đình. Người hầu dọn thêm bát đũa sạch, thời điểm nhìn mấy món ăn thanh đạm trên bàn, cảm thấy món nào cũng vừa miệng. Vì vậy cô im lặng dùng đũa, thỉnh thoảng lại gấp rau xanh bỏ vào chén cho tường đình. Đứa trẻ này có vẻ tái nhật, hẳn là phần ăn thường ngày không đủ chất kén tay có rõ tần đình gắp miếng rau xanh lên chén dùng đũa gấp lên ngắm nghía một hồi lâu rồi liếc nhìn bà tần và lệ trân sau đó vứt miếng rau xuống đĩa giọng lệ trân lại cất lên nhẹ nhàng trách cứ đình à con không được làm như vậy dẫu có không thích cũng không nên vứt bỏ tấm lòng của mẹ kế con như vậy chứ mau mau xin lỗi đi mặt tần đình cúi gằm xuống bàn tay cầm đũa ruông ruông rồi đặt xuống không ăn nữa. Bà từng thấy như thế thì Phật ý gắt lên. Cũng chỉ là một miếng ăn thôi mà. Vất đi cũng không ảnh hưởng tới ai. Làm người lớn, ai lại đi so đo với một đứa trẻ. Thời niệm chỉ biết cười khổ, trong lòng thầm cảm ơn lòng tốt của Lệ Trân. Người ta dịu dàng hiểu chuyện biết bao nhiêu, người im như thóc nãy giờ. Lại biến thành người mẹ kế sân si, kiếm chuyện với con chồng. Có ý tứ gì chứ Làm bẻ mặt cô trước mặt khách lạ Hại cô bị mẹ chồng thêm ghét bỏ Chỉ bằng một câu răng dậy nhẹ nhàng mà thôi Tần Trinh đi đâu rồi Dòng bà Tần đột ngột vang lên Cắt đứt dòng suy nghĩ của thời niệm Câu hỏi không đầu không đuôi Nhưng cô biết là đang hướng về phía mình Dạ sáng nay bố gọi anh ấy đi tiếp khách Đến giờ vẫn chưa về Bà Tần à lên một tiếng Chợt nhớ ra hôm nay có mấy người họ hàng phương xa đến, hôm trước ông Tần đã nhắc đến chuyện này như việc con trai đột nhiên dắt con dâu mới về nhà, khiến bà rối loạn tâm thần nên quên mất. Bà Tần, đây là" Tiếng Gia Minh chen vào cuộc nói chuyện của mẹ chồng và nàng dâu. Bà Tần giới thiệu với thời niệm, với anh ta, "Về thời niệm, bằng chất giọng nhẹ nhàng, là vợ sau của con trai thứ của bác." Ánh mắt Gia Minh lóe lên, ngay sau đó thì hỏi dồn Là người đang công tác trong quân đội sao? Phải Bà Tường không muốn nhắc nhiều đến thời niệm Để trả lời ngắn gọn kết thúc chủ đề khó chịu ấy Và mình giống như không hề hay biết sự mâu thuẫn ngấm ngầm Anh ta đứng dậy quay sang thời điểm. Chào cô, tôi là Gia Minh Là anh họ của Lệ Trân Chào anh Thời niệm lịch sự chào một lần nữa Rồi im lặng không muốn tiếp tục tiết mục làm quen này Gia mình cũng thấy ngại, vì thế im lặng ngồi xuống, dùng hết bữa. Người làm nhanh chóng thu dọn lại bát đũa, rồi trình lên món tráng miệng. Lệ Trân, dịu dàng đứng phía sau lưng bóp vai cho bà Tần. Bà ấy thoải mái thở dài nhắm mắt. Thời niệm đang định cáo từ về phòng, thì giọng mẹ chồng cô vang lên. Thời niệm, pha cho tôi ly trà. Trong nhà không phải thiếu người làm để sai bảo, nhưng việc pha trà rót nước như thế này, cho nên nếu như bà Tần bắt buộc thời niệm phải động tay động chân, thì có thể là vì muốn gây khó dễ cho cô mà thôi. Thời niệm, nhìn chiếc bàn để dụng cụ và một số lượng lớn hộp trà trên kệ trong phòng trà, cô đã phần nào hiểu rõ, nét mặt sung sướng mà cố kiềm nén của lệ trân kia. Còn cơ hội nào tốt hơn để làm cô mất mặt trước mặt gia đình chồng và cả khách khứa cờ chứ? Bà Tần cùng với Gia Minh cũng không trò chuyện rôm rã như lúc nãy, không hẹn mà cùng đưa mắt, nhìn về phía cô gái, đang đưa lưng về phía họ, đang lúi hối bên kệ trà. Thế nhưng trái với dự liệu, họ chỉ thấy cô ấy là một loạt động tác rất thành thạo. Một lát sau, đã bê lại bốn cốc trà thơm ngát. Bà từng nhìn cốc trà đặt trước mặt, trong lòng âm thầm giật mình. Chẳng những thời điểm chọn đúng loài trà mà bà yêu thích, mà độ nóng và mực nước cũng vừa in, không khác gì mọi ngày. Vốn dĩ... Chuẩn bị đủ loại câu từ mỉa mai Nếu như cô làm không tốt Bây giờ bà Tân cũng chẳng biết phải mở miệng thế nào Bảy liếc mắt Nhìn Lệ Trân đang đứng bên cạnh Thấy sắc mặt cô ta cũng không tốt cho lắm Hai người tạm thời không thể làm gì khác Bà Tân hừ nhẹ Cũng không gọi thời điểm đang đứng Ngồi xuống Bỏ mặt cô đứng đó như một người hầu trước mặt khách lạ Lệ Trân cũng xem như không thấy Không hề có một lời nhắc nhở Bà Tân chuyện ấy Bản thân cũng cảm thấy rất hạ hề vì chút trò đầy đọa nhỏ nhen này của bà Tần. Nhớ đến sự chăm sóc và thái độ ôm nhu mà Tần Trinh dành cho thời điểm ban sáng. Lệ Trân siết chặt, chiếc khăn lụa trong tay, cười gượng gạo để khen người. Không ngợi. Không ngờ em pha trà tốt như vậy đấy, cũng đỡ cho dì Tần phải tốn công dạy dỗ. Đây là cố ý đi học để về phụng dưỡng dì Tần sao? Đến đây thì coi như thời điểm đã cảnh giác cao độ, với loại người miệng cười thân thớt, nói lời chụp mũ như cô ta. Cô chỉ đứng thẳng người cười khẽ, lắc đầu. Không phải, đây là những thứ em học hỏi được khi làm nhân viên phục vụ trong hội quán trà hồi những năm cấp 3 thôi. Chút kiến thức học được, nào dám khoe quan, không cần sự chỉ dạy của mẹ chồng đâu. Hai tiếng mẹ chồng nhẹ hẳn, nhưng có tác dụng chẳng khác nào một cái tác trời dán lên mặt lệ trân sắc mặt cô nàng trở nên khó coi trong chớp mắt. Mở miệng muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc, cũng chỉ đỏ hoè mắt, bám lấy vai bà Tần. Bà Tần cũng cảm thấy trong lời nói nhẹ nhàng của thời điểm có thầm ý, giống như nhắc nhở bà phân biệt đâu mới là đứa con dâu, được con trai bà lựa chọn. Càng nghĩ, bà ấy lại càng muốn trách móc Tần Trinh. Vốn chỉ bà đã nhắm được cô gái nét na hiện thuộc, trăm y ngàn tuần theo ý bà, là lệ trân. Thế mà Tần chinh sống chết không chịu Còn dở chiều đi biển biệt cả năm không về nhà Kéo mãi kéo mãi Rồi đưa một cô gái nhà quê Về làm mợ ba nhà này Bà Tần nghĩ đến những lời bàn tán Về con dâu mới Mà sau này sẽ gặp phải Càng nghĩ lại càng ngứa mắt khi nhìn thời niệm Lệ Trân đã bao nhiêu lần khéo léo Tố khổ ở trước mặt bà Tần Nhập vai một cô gái khổ sở Về tình cảm hết sức hoàn mỹ Người đã hy sinh biết bao nhiêu năm tháng tuổi thanh xuân nhưng không được đáp định. Bà Tân vốn mềm tay lại mềm lòng, cảm thấy nhà bọn họ khiến Lệ Trân thua thiệt nên càng cho cô ta nhiều sự ưu ái. Có thể nói quyền hạn và sức ảnh hưởng của cô ta chỉ kém mở ba nhà này một cái danh phận mà thôi. Có ai ngờ được rằng Tần Trinh lại cưới một cô gái xa lạ về còn ến cả bụng ra, trực tiếp đánh nát giấc mộng làm dâu hào môn của Lệ Trân. Cô ta cũng hờn đến nghiến răng mới lạ, Thế mà còn phải thân thức cười nói Chị chị em em với thời điểm Nhìn Lệ Trân yếu thế những nhìn như vậy Bà Tân lại càng thương xót cho cô ta hơn Người đàn ông tên là Gia Minh kia Chỉ im lặng uống trà Đồng thời quan sát từng đợt sóng ngầm Giữa ba người phụ nữ ở đây Anh ta chỉ thấy Mặc dù phải đứng yên từ nãy tới giờ, vẻ mặt của thời niệm cũng không tỏ ra khó chịu, nhất thời nhìn không được mà tò mò nhìn sang hỏi chẳng hay cô thời đây đang làm công việc gì thời niệm không nghĩ anh ta lại trực tiếp nói chuyện với mình thấy bà tần đang liếc mình với vẻ khó chịu thế là cũng thuận theo trả lời ngắn gọn là giáo viên mầm non ạ à? ra là vậy cô thời dạy ở trường nào trong thành phố nhỉ thời điểm nói ra tên ngôi trường cũ của mình cô cũng không chú ý đến việc phải giữ thông tin cá nhân cho lắm dù sao thì cô cũng đã thôi việc không còn dạy ở đó nữa anh ta gật gù ra vẻ đã hiểu Rốt cuộc từ đó đến lúc về Chỉ phóng tầm mắt Nhìn gương mặt xinh đẹp của thời niệm Bỏ mặt ánh mắt tầm tối Và ánh nhìn đầy ghét bỏ của Lệ Trân Đèn đứng phía sau bà Tần Bà Tần nhìn bóng lưng của Gia Minh Khuất sau cửa Rốt cuộc cũng gọi thời niệm ngồi xuống Anh họ của Lệ Trân từ xa mới đến tầm nó Tôi giữ lại nhà mình chơi vài ngày Bây giờ coi như cô cũng là mợ ba của nhà này Phải biết phép tắt cư xử và thái độ tốt với người ta. Đây là trách móc cô nói chuyện lạnh lùng với anh họ kia sao? Nếu như cô nói năng nhiệt tình, thái độ vô vã, có thể nào bà Tân cũng chụp mũ cô lẳng lơ, không khuôn phép. Thời niệm không muốn gây tranh cãi, cô chỉ nhỏ giọng dạ rồi xin phép ra về trước. Bóng cô vừa khuất sau cánh cửa, Lệ Trân đã ngồi xuống bên cạnh bà Tân với đôi mắt đỏ hoe. Bà Tân thương xót vỗ về cô ta. Ây à da, Xem như ta cũng đã hết cách Chẳng phải con bảo hàng gái quê mùa như cô ta Nhất định không biết Mấy trò văn nhã, pha trà Đàm đạo hay sao Ta đã cố ý kêu cô ta tới Để có cơ hội khiến cô ta mất mặt Nào ngờ đâu Lệ Trân ngạ à, Ta nghĩ hay là chúng ta nên chấp nhận thực tế đi Không được Dì tận, dì biết con Con thương ai rồi cơ mà Lệ Trân vừa nghe bà nói như thế Vội vàng quỳ xuống lắc đầu kêu lên. Nước mắt bắt đầu rơi xuống như mưa. Cô ta gục đầu lên chân bà Tần, khóc như xé gan, xé ruột. Tiếng khóc nức nở khiến bà Tần quýnh quán lên, chỉ biết dỗ dành trong sự bất lực. Ta cũng đã hết cách. Bọn nó đã đăng ký kết hôn. Bụng cô ta cũng đã lớn như vậy. Dẫu nói thế nào thì cũng là máu mụ của nhà họ Tần này. Không thể để nó trôi nổi bên ngoài. vả lại, hiếm khi thấy Tần Trinh đối xử với người phụ nữ nào đó tốt như nó. Con cũng từng thấy tình cảm của nó và Lệ Châu Khi xưa đó thôi Nhạt như nước ốc Con gái à Con phải chấp nhận sự thật thôi Đừng lo lắng Ta sẽ tìm cho con một mối lương duyên tốt đẹp không kém Nhất định sẽ không để con thiệt thòi đâu Lệ Trân vẫn cục đầu nước nở không ngưng Đến trường bà Tân bắt đầu cảm thấy khó chịu Vì những giọt nước mắt Và sự cố chấp của cô ta Lệ Trân mới ngước mặt Nhìn lên và hỏi nếu lợi như tình cảm của hai người bọn họ không hề tốt đẹp như những gì chúng ta thấy thì thế nào? Con nói gì thế? Lệ Trân quệt nước mắt trên mặt, ánh mắt bắt đầu sáng rực. Con hỏi là nếu như con có thể chứng minh hai người đó có vấn đề bí mật không thể nói ra hay là bọn họ không yêu thương gần gũi như dì nghĩ, dì sẽ vẫn tiếp tục hợp tác cho con và Tần Trinh chứ? Dì Tần. Bà Tần bị câu hỏi bất ngờ này làm cho bối rối. Trong nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào Chỉ lắp bắp hỏi Thì thế nào Lệ Trân từ từ đứng lên Kề sát tay bà Tần thì thầm vài câu Chỉ thấy đôi mày bà Tần châu lại Thân xác trở nên tối tăm Còn có chắc chắn là mình không nhầm lẫn chứ Còn chắc chắn Còn đã đích thân kiểm chứng Chuyện này vô cùng có khả năng Bàn tay bà Tần vỗ nhẹ lên mặt bàn Một lúc sau đó mới nghiêm khắc bảo với Lệ Trân. Ta tin con lần này, nhưng nếu như lời con nói không phải sự thật, thì đây là lần cuối cùng ta đứng về phía con, hiểu chứ? Lệ Trân cắn môi do dự, nhưng nhớ đến thái độ lạnh nhạt mà từng chinh dành cho mình cùng với sự chăm sóc ôm nhù anh dành cho vợ, lại uất nghẹn. Cô ta quyết định đánh cược con bài cuối cùng là bà Tần này, thế là cắn sang gợt đầu. Vâng ạ. À. Tốt. Con cứ sắp xếp đi Đến lúc đó thì đi cùng với ta Trời dần về khuya Bóng trăng trên chết Đã dần đi đến đỉnh đầu soi rõ một vùng nước mây bạn bạc Trên dãy hành lang vắng vẻ Vàng lên một loạt tiếng bước chân vội vã Cuối cùng thì im bặt Trước cánh cửa một căn phòng đóng kín Đèn trong phòng đã tắt từ lâu Chừng này người cũng đã ngủ say mất Bà từng khoác một chiếc áo khoác tựa vào một người giúp việc nữ khỏe mạnh. Chẳng hiểu sao, đi đến chỗ này bản thân lại bắt đầu chuồn bước. Thế nhưng, Lệ Trân không cho bà ta đổi ý. Cô ta liếc mắt ra hiệu với người phụ nữ bên cạnh. Trước ánh mắt sắc lạnh của Lệ Trân, người kia run rẩy đẩy cửa phòng. Bật đèn lên đi. Giọng nói nhẹ nhàng pha lượng chút hưởng vấn của Lệ Trân vang lên. Đèn bật sáng, sự chú ý của mọi người đều dồn vế, chiếc giường, ở góc phòng đồng loạt hít một hơi thật mạnh. Tôi tớ, giật mình không dám liếc nhìn. Đều cúi đầu nhìn sang sàn nhà. Bà Tần cũng đưa tay chè tráng, rồi quay mặt sang hướng khác. Chỉ có lệ trân là đứng như trời trồng, với khuôn mặt trắng bịch. Tần chinh vớ vội chiếc chăn, che đến cầm của thời niệm. Sau đó, áo cũng không kịp khoát, vội vã ngồi dậy quát to về đám người mới xông vào phòng. Mấy người đang làm cái trò gì thế? Đêm hồ khuya khoát, lại kéo cả đống người xong vào phòng của vợ chồng tôi xem tôi chết rồi đúng chứ cuốc tiếng quát cuối cùng vừa dứt tôi tớ đã lục đục kéo hết ra ngoài chỉ còn lại bà tần ngay như phỏng cùng với lệ trân đang vằn vẹo xoắn muốn nát chiếc khăn trên tay trên à mẹ mẹ chỉ ờ uh, uh, mẹ chỉ định lệ trân con xem bà tần cảm thấy mất mặt đến mức muốn độn thổ khi đối diện với cơn giận phừng phừng của con trai. Lệ Trân nuốt ngàn giọng, cười gượng gạo, thay bà Tần giải vây. Nửa đêm em tỉnh lại không thấy Tần Đình đâu, nên đã đi tìm khắp cả căn nhà, mà không có. Có người thấy nó đi lên qua nửa gần đây, cho nên... Nên các người mang bộ sậu, như đi bắt giang, tại giường xong vào phòng riêng của vợ chồng tôi thế này sao? lệ trơn á khổ không thể trả lời được nữa lúc này bà tần cũng lấy lại sự bình tĩnh liền quát anh đủ rồi đấy tôi là mẹ chẳng lẽ không thể bước vào vòng quanh nửa bước hay sao anh quen làm thủ trưởng cũng đừng có đem cái thói hở ra là quát nạt người khác trở về cái nhà này anh có vợ thì cũng quên mẹ quên cả đạo hiếu kính trên giường dưới tần chinh anh muốn tạo phản sao tần chinh vẫn còn chưa hết giận đứng dậy tranh cãi tới cùng chuyện này, nhưng có một bàn tay nhỏ, mát lạnh, nhẹ nhàng chạm vào người anh, nhắc nhở. Suy đi tính lại, anh liền kìm cơn giận không phát tác. Nhìn sự có mặt của những người trong căn phòng, nhất là người hầu có tên Thu Cúc và Lệ Trân, xem như anh cũng biết lý do vì sao mẹ anh lại muốn thăm dò phòng anh lúc này. Mẹ đi về phòng đi, sáng ngày mai con sẽ tìm mẹ để nói chuyện con chỉ muốn nhắc nhở mẹ cần phải tỉnh táo một chút mẹ là nữ chủ nhân của cái nhà này phải cẩn thận đừng có nghe theo lời xu nịnh của kẻ dưới làm mất thân phận của chính mình ánh mắt anh nhìn về phía thù cút sắc như dao cô ta không kìm được rùng mình ruột về phía sau lệ Trân cũng tái mặt vì sáu chữ lời xu nịnh của kẻ dưới hóa ra trong mắt của thần Trinh, cô ta lại được xếp ngang hàng với kẻ ăn người ở trong nhà Đúng là một chút mặt mũi Anh cũng không muốn dành cho cô ta Lệ Trần nghiến răng Nhưng vẫn nặng ra một nụ cười méo mó Định đỡ lấy bà Trần ra ngoài Từ nãy tới giờ Thời điểm vẫn im lặng Để mặc cho Tần Trinh giải quyết Thậm chí còn không lộ cả mặt Coi như bà Tần có muốn nói gì thì nói Muốn tìm bới gì thì tìm bới Nhưng vẫn chưa có cơ hội Bà Tần nhìn vạt áo rộng mở của con trai Là nhìn thấy đống chăn gối lộn xộn trong phòng Nhớ đến cảnh tượng hai người đang quấn lấy nhau trên giường lúc nãy Trong lòng thầm mắng thời điểm Không biết xấu hổ Bụng lớn như vậy vẫn còn bày trò câu dẫn đàn ông Bảy hoàn toàn quên mất lý do mình xông vào phòng Là vì tin lời lệ trân Là nóng lòng muốn chứng minh Mối quan hệ vợ chồng giả của con trai Và đứa con dâu này Tôi về đây Nhắc nhở với vợ anh một chút Sắp làm mẹ rồi phải biết tiết chế Phụ nữ phải giữ phụ đức Sao cứ dở trò dụ dỗ đàn ông ra thế? Anh bên vực nó như vậy, để nó có cơ hội leo lên đầu tôi ngồi hay sao? Thoáng thấy sắc mặt của Trần Chinh trở nên đen thùi và có dấu hiệu bộc phát giận dữ. Lệ Trân vội vàng kéo bà Tần bước ra ngoài, trong lòng trang đầy sự thất vọng, lẫn cầm tức. Cô ta không muốn chịu đựng một mình, phải chờ đến giang xếp dỗ dành bà Tần đi ngủ. Xong xuôi, liền bước ra ngoài tìm người để tính sổ. Bà cái tắt liên tục trút xuống trên khuôn mặt của thù cúc cô ta ôm lấy khuôn mặt cùng với khóe môi rớm máu bật khóc nhưng tuyệt nhiên không dám thốt lên lời cầu xin khi đối diện với ánh mắt oán độc của lệ trân người phụ nữ xinh đẹp kia lúc này đã trút bỏ dáng vẻ hiền lành hiểu chuyện thường ngày lộ nguyên hình là một người đàn bà nanh nọc khủng kịp xem cô đã làm chuyện tốt gì kìa còn dám vỗ ngực đảm bảo với tôi hai người đó không hề ngủ chung Vậy thì cảnh tượng lúc nãy là gì đây? Cô thua của tôi nhiều tiền đến như thế Lại bán cho tôi tiền tức không đáng một xu Hại tôi mất hết Uy tín trước mặt mụ già kia Cô chờ xem tôi xử lý cô thế nào nhé Không mà cô Lệ Trân Tôi thực sự nghe thấy mờ ba Gọi cô ấy là anh Tường Cũng chính tay tôi ôm chăn mình Đi cùng với quản gia châu đến đó Bọn họ nhất định có gì đó muốn giấu giếm Nếu không cũng không cần có thái độ như vậy với nhau cũng vì tin mật báo này mà cả đêm hôm đó, Lệ Trân nôn nao không ngủ được. Sáng sớm hôm qua, đã vội gõ cửa phòng hai người để xem xét tình hình. Lúc nhìn thấy chiếc cối nằm dưới đất, cô ta đã giả vờ làm rớt khăn tay để sờ lên mặt. Vẫn còn ấm ấm, chứng tỏ nó được phủ một lớp chăn suốt cả đêm. Phòng chỉ có hai người, thì trải hai ổ chăn để làm gì? Chính vì vậy mà cô ta vô cùng tin tưởng lời của Thu Cúc vội vàng mất lại với bà Tần để lật tẩy Tần Trinh và thời điểm. Chẳng ngờ lúc mở cửa phòng ra lại nhìn thấy một màn bỏng mắt. Cả hai người quần áo sọc xịt đang ôm lấy nhau trên giường, thậm chí Tần Trinh còn hôn thời điểm. Bây giờ thì hay rồi, cô ta đã đánh rắn động cỏ. Cho dù bọn họ thực sự có vấn đề gì thì đã có tâm cảnh giác cao độ, về sau muốn bóc trần hai người này lại càng khó khăn. Bà Tần cũng sẽ vì chuyện này mà không tin tưởng cô ta thêm nữa công trình quỳ lụy kiên nhẫn, hầu hạ mụ già khó tính bao nhiêu năm qua, như vậy mà bay hơn phân nữa. Lệ Trân căm tức mà không có chủ xả, nên thu cúc được chọn làm bao cát để trút giận. Tôi mặc kệ cô dùng cách nào và mất bao nhiêu thời gian, tôi muốn có bằng chứng rõ ràng. Trong thời gian đó, cô đừng nên gặp gỡ riêng tôi, để tránh bị người khác biết về mối quan hệ của chúng ta. Lệ Trân định lướt ngang qua thu cúc để rời đi. Trước khi cất bước đã trồn tới mỉm cười độc địa Cô thì thầm bên tay cô ta Nếu như cô còn tức trách thế này một lần nữa Tôi không đảm bảo việc quan trộm trang sức Rồi đổ váy cho Thu hương Hai cô ấy nhảy giếng để rửa oan Có bị phanh vui hay không Cho nên thông minh lên một chút Biết chưa Nghe nhắc tới cái tên Thu hương Cả người thu cúc rung lên bần bật cái chết của thù hương cùng với sự kiện chiếc vòng trang sức bị đánh cắp kia chính là tử huyệt của thù cúc kể từ khi bị lệ trân bắt tóp cô ta đã phải cam chịu làm con chó săn không có tôm nghiêm thay ả ta làm biết bao nhiêu việc khuất tất dơ bẩn trước khi lệ trân đến đây xung quanh bà tần cũng dập dịu oanh yến người hầu tâm phúc cũng có tận mấy cô gái trẻ thế nhưng chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi lệ trân đã khiến cho bọn họ ngậm ngùi đứng bên lề người thì bị bắt chẹt đến mức xin đi chỗ khác hầu hạ kẻ lại bị vu oan giá họa đến mức phải lấy cái chết ra để chứng minh cho sự trong sạch thu cúc vì một số tiền hậu hĩnh mà lệ trân bỏ ra làm mồi đã vu oan cho người chị em tốt của mình cũng thành công biến thành tay sai thấp kém cho lệ châu bao nhiêu năm nay khi xưa địa vị mở ba nhà này của lệ trân chắc như nắm trong lòng bàn tay đối với lời sai bảo của lệ châu thì thu cúc tuyệt đối nghe theo cô ta sai đâu thì đánh đó bù lại trong nhà này địa vị của thu cúc cũng được nâng cao không kém cô ta trở thành một người hầu có tiếng nói và được nhiều món hời béo bở ai mà ngờ được con đường vinh hoa của lệ trân đột nhiên xuất hiện cô gái kia ngắn trở lệ trân không phục thu cúc lại càng không thu cúc vuốt lại gò má đang đầu rác cô ta hạ quyết tâm sẽ lập công chuộc tội để giúp lệ trân lấy lại vị thế ngày xưa có như vậy cô ta mới có thể trở lại những ngày tháng ăn trên ngồi trước chứ bọn họ không biết là toàn bộ diễn biến cuộc nói chuyện đã lọt vào một đôi mắt đen sầu kín ở cuối dãy hành lang tối ôm bên cạnh đêm sâu khôn cùng lòng người cũng tiện đà nhốn màu đen tối thời điểm nghe tiếng đóng cửa lại rồi tiếng chân dần xa đi một lúc lâu sau, mới ruột rè kéo chiếc chăn, đang trùm trên cổ của mình xuống. Từng chinh vẫn chưa hết cường tức, đang tựa trên giường, nhìn trần nhà chầm chầm. Chiếc áo, bị anh khoác vội ban đẩy, vẫn còn khoát lỏng lẻo trên vai, để lộ ra cơ ngực, cơ bụng cường tráng, lúc này vẫn còn nhấp nhô theo từng nhịp thở sâu. Ban đẩy trước lúc tắt đèn đi ngủ, thời niệm đợi mãi vẫn không thấy từng chinh, trải chăn đệm ra như hôm qua. Da mặt cô vốn mỏng cũng ngại ngần mở miệng ra bảo anh chuẩn bị dùng dằn mãi đến tận 10 giờ đêm tần chinh như nhận ra sự rối rắm của cô thúc giục cô lên giường trước bảo rằng anh còn có việc phải làm thời niệm lên giường căn phòng chìm trong bóng tối chỉ còn lại một chiếc đèn nhỏ trên bàn làm việc anh đang ngồi thời niệm nằm trên giường nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng rắn rỏi của anh sống mũi cao cùng với hàng mi rợp bóng đột nhiên cô chợt nghĩ đến nếu như trừ bỏ làn da ngâm bánh mực kia, người chồng trên danh nghĩa này của cô thực sự là một người đàn ông tuấn tú. Loại mà nếu đi trên đường, gặp các cô gái trẻ có thể dẫn đến tỷ lệ quay đầu 10 phần. Đối với sự chăm sóc chu đáo và đầy thấu hiểu của anh dành cho mình bao lâu nay, thời điểm bỗng thấy hâm mộ người vợ quá cố của anh. Có lẽ bọn họ từng có một cuộc hôn nhân rất viên mãn và hạnh phúc Lơ mơ suy nghĩ một lúc, hai mắt cô bắt đầu díu lại, rồi ngủ tiếp đi. Đến khi cô bị Tần chinh bịt miệng, lay dậy, anh nói sức khẽ bên tay cô. Xin lỗi, rồi bàn tay to lớn, bắt đầu kéo quần áo cô và anh đến sọc dịt. Sau đó, Tần chinh trở mình ôm lấy cô. Vùng da thịt trần trụi lộ ra, sâu hàng cúc lỏng lẻo chạm vào nhau, khiến thời niệm rung mình và càng thêm hoảng loạn. Cô định hét lên phản đối Thì anh đã dùng đôi môi Bịt chặt lấy miệng cô Phải Dù không phải cố ý Nhưng nụ hôn đầu tiên của hai người đã diễn ra Thời niệm đang hoang mang Không biết phải làm sao thì cửa phòng đột ngột bật mở Một đám người xông vào trong vòng Đen đuốc được mở lên sáng trưng Cảnh tượng hai người ôm nhau ái mùi như thế Đập vào đôi mắt của những người kia Tần Trinh phản ứng nhanh chóng Kéo lấy khăn che kín cả người cô lại bởi vì cả xấu hổ lẫn bị đồng Suốt thời điểm đó đến giờ Thời điểm không hề thốt được một câu Sao thế? Em ngục thở và sợ hãi đến đơ luôn rồi sao? Đang trôi trong dòng suy nghĩ miên man Thời điểm bị giọng nói trầm ấm của Tần Chinh Làm cho giật mình Cô cảm thấy xấu hổ Khi nhận ra mình đã nhìn chăm chăm vào mặt anh Rồi thất thần quá lâu Cứ như là cô mê đắm trước sắc đẹp của anh vậy Thời niệm đỏ mặt Thu hồi tầm mắt ngồi thẳng dậy đánh trống lãng sang chuyện khác. Làm sao anh biết sẽ có người xông vào phòng? Tần Trinh biết tổng ý đồ của cô, nhưng cũng muốn cô cảm thấy thoải mái. Căng thẳng quá thì không tốt cho tài nhi, vì vậy anh trả lời từ tốn. Có ai mà nhặt phải một chiếc khăn, lại còn phải sờ xem mặt sàn lạnh hay ấm chứ? Hóa ra anh đã chú ý đến mọi cử chỉ, lúc Lệ Châu nhặt chiếc khăn rơi trên đất vào sáng sớm hôm qua. Thời điểm lúc này cảm thấy phục tầng Trinh sát đất vì sự mẫn cảm và trí ốc nhanh nhạy đầy của anh. Cô cảm thấy e dè dạ về cô gái tình Lệ Châu. Hóa ra, cô ta đã theo sát mọi cử động của cô và Tần Trinh. Chỉ cần có một manh mối nhỏ, cô ta cũng sẽ không bỏ qua. Cô ta nghi ngờ nên cố tình đến phòng của họ để thăm dò vào lúc sáng sớm. Thời điểm bỗng nhiên, thấy giận bản thân mình là do cô mê ngủ nên không kịp Dọn dẹp phòng sớm hơn Hại Tần Trinh rơi vào tầm ngắm của bà tượng. Tần Tần Trinh nhìn khuôn mặt nhỏ bên cạnh Trở nên bần thần Hai tay thời niệm bắt đầu xoắn lấy nhau Anh là người nhạy cảm đến mức nào Đương nhiên Đã nhận ra cô gái nhỏ này Lại định ôm mọi trách nhiệm về mình Không phải do em không dọn đồ Mà là do hôm qua tôi sơ xuất Khi bảo bác Châu mang thêm trang điểm Làm cho người ta chú ý Không phải đâu anh tần là tôi tần trinh đột ngột quay mặt về phía thời điểm khoảng cách của hai người bỗng dưng được rút gọn không đến một gang tay anh cất giọng gần như thì tầm nếu nhẹ muốn giúp tôi bớt đi rác rối có lẽ cũng được đấy hàng mi còng vút trước mặt anh lay động thời điểm chớp mắt với vẻ tò mò không thể che giấu làm cách nào anh nói đi tôi sẽ cố gắng hết sức thì điều trước tiên mà em cần làm đó là đừng có suốt ngày gọi tôi là anh tần anh tần trước mặt mọi người như thế thời điểm em nên nhớ một điều hiện tại tôi chính là chồng của em không phải là phụ huynh trong lớp em cứ gọi tôi như thế tỷ lệ châu không cần tốn bao nhiêu công sức đã có thể nắm đuôi chúng ta dễ dàng đấy trước ánh mắt lấp lánh trêu chọc của anh thời niệm không chịu được gục đầu xuống miệng lầm bầm nhưng mà nhưng mà không gọi anh tần thì gọi là ai mới được chứ anh cũng đâu có nói trước với tôi chỉ cần em không gọi anh là anh Tần ơi Anh Tần à mãi như thế Em gọi gì chẳng được Gọi thẳng tên tôi hoặc là Ông xã ơi Hai tiếng ông xã Cứ như hòn thang bỗng rác Quang thẳng vào người thời điểm Cô giật nảy mình lùi ra phía xa Rồi mặt dần dần đỏ ửng lên Không không được đâu Anh đừng có treo tôi như thế Tận Trinh nhìn vạt áo ngủ Bị cô vò đến nhậu nhĩ Cùng với vành tay nhỏ xinh đã trở nên đỏ lừng của thời điểm một lúc. Đến dừng cảm thấy, nếu tiếp tục trò trêu chọc này nữa thì sẽ làm cô quýnh quán mà đạp anh xuống giường mất, lúc này mới bật cười vui vẻ. Thời niệm bị tiếng cười sang sảng của anh làm cho ngơ ngẩn, đến lúc biết là anh đang trêu mình. Cô xấu hổ đến mức thật sự cầm chiếc gối, đập thẳng vào mặt anh. Gối đập không đau, nhưng từng trên thuận theo lực mà ngã ra giường, cười không dứt được. Thời điểm cảm thấy anh vẫn đang trêu cực mình Đánh thì đã đánh Giờ chỉ còn biết xoay lưng về phía anh mà thôi Cô giáo mầm non các em Ai cũng đều có tâm hồn ngây thơ như thế sao Là do tiếp xúc nhiều với trẻ con Hay là do bản tính của em vốn như thế Cô giáo thời điểm Thật không nhìn ra em đã 27 tuổi đấy Đáp lại anh Chỉ có tiếng hừ khẽ Từng chinh biết điều không chọc cô đến cấu lên chỉ nằm dài trên giường thở một hơi đầy thỏa mãn thời điểm nhìn động tác thoải mái này của anh nhớ đến tối hôm qua anh phải ngủ cả đêm dưới sàn nhà lạnh lẽo thì hơi không đành lòng vì vậy cô lý nhí bảo tối nay anh anh lên giường ngủ đi sao gì cơ tần chinh bị lời đề nghị này của cô làm cho bất ngờ anh tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại thời điểm cũng không thể thừa nhận mình đang quan tâm anh vì vậy hắn giọng rồi trả lời một cách hùng hồn Tôi sợ bọn họ còn có thể quay lại để kiểm tra bất ngờ một lần nữa Phòng bị cỡ nào cũng sẽ có sơ hở Cho nên tốt nhất anh cứ ngủ trên giường đi Chiếc giường này rộng rãi như thế Anh cũng bảo là tướng ngủ rất ngoan Tôi... Ừ, em đúng là thông minh Còn suy nghĩ đến những chuyện như thế Thôi được, tôi cũng không định từ chối Thịnh tình của em làm gì Nói cứ như là cô cố tình mời mọc anh Lên giường ngủ chung với mình Thời niệm biểu môi Hư khẽ rồi quay sang nằm bên Tần Trinh nhìn chiếc lưng thon thả Đang đưa về phía mình Trong lòng ấm áp không thui. Quan tâm anh Mà nói ra sẽ chết sao Con gái ai cũng mạnh miệng Yếu lòng như thế này hay sao Thực ra nãy giờ Anh nằm trên giường cũng chỉ chờ đợi câu nói ấy Tần Trinh cảm thấy bản thân mình có hơi ti tiện Biết rõ tâm địa thời niệm thiện lương thế nào Cũng không nợ đi anh ngủ không an ổn như thế mãi Nếu muốn để cô tự miệng Bảo mình ngủ chung giường Nhưng mà ti tiện thì sao chứ Anh đột nhiên muốn bất chấp tất cả Để đến gần cô thêm một chút Anh muốn dần dần mở cánh cửa lòng Đã bị cô khép chặt bao lâu nay Muốn cho cô hạnh phúc Cho cô nụ cười Bởi vì chỉ có anh mới biết được Tâm hồn hai người đồng điệu đến mức nào Miên mang suy nghĩ một lúc lâu Tiếng thở nhẹ nhẹ đều đều của người bên cạnh vang lên Tần chinh thở ra Dần dần khép lại đôi mi Chìm vào mộng đẹp Hôm nay dẫu đến mức này thôi Anh đã cảm thấy hài lòng bội phần Tất cả vì được chung chăn gối Chung giường với vợ của anh Một đêm không mộng mị của hai người Và cũng là một đêm mất ngủ Với rất nhiều người Sáng hôm sau Khi chạy bộ thể dục xong Tần Chinh đã một mình đến vòng của bà Tần. Ông Tần đã đi làm từ sớm, chỉ có lệ trân đang quấn quyết trước sau hầu hạ bà ấy dùng bữa sáng. Trải qua việc mất mặt tối hôm qua trước mặt con trai và con dâu, ban đầu thái độ bà Tần dành cho cô ta cũng không được tốt cho lắm. Nhưng Lệ Trân vốn đã nắm rõ được tính tình của bà trong lòng bàn tay, nên rất dễ dàng tìm cách để bà hài lòng mà cho cô ta một chút mặt tốt. Lần này nói có hơi khó khăn, nhưng đến khi dùng bữa xong, bà Tần đã không còn khó chịu với Lệ Trân như lúc ban đầu nữa. Thu Cúc, với gò má còn đôi chút sưng đỏ, đứng bên cạnh Lệ Trân, ra sức nịnh nọt, trong lòng xem thường vô kể. Cùng là con chó luồn cúi trước mặt người khác, cao sang hơn bọn người hầu cô ta ở chỗ nào, mà cứ xa vẻ là cành vàng lá ngọc. Bà Tần thấy Tần Trinh bước vào với vẻ mặt hầm hầm, thì cảm thấy càng lúc càng chán ghét thời điểm Tùy lúc xưa Tần chứ ở nhà cũng không thân thiện với bà bao nhiêu Nhưng chưa từng ra mặt Chống đối bà vì một người phụ nữ khác Đứa con giàu đầu tiên Bà đích thân lựa chọn là Lệ Châu Là dịu hiền ngoan ngoãn Dù sức khỏe yêu ớt Cũng chưa hề có một lần nào Chọc bà không vui Giờ đây con trai có vợ mới Đã quên hiếu kính mẹ Bảo bà làm sao có thể cho thời điểm Sự tán thành được chứ mới sáng sớm anh đem cái thái độ đó đến đây để hỏi tôi bà già này chắc tần Trinh vừa bước vào chưa kịp lên tiếng thì bà tần đã cất giọng cạnh khóe trước thái độ không phân biệt trái sai của mẹ tần Trinh kìm lại tính tình anh nhẫn nại giải thích đêm qua con đã hứa sẽ đến nói chuyện với mẹ lát nữa con có việc ra ngoài nên con muốn đến sớm mẹ có thể nói rõ lý do thực sự vì sao tối hôm qua là dẫn người xông vào phòng vợ chồng con không trực tiếp như vậy cùng tốt bà từng đặt chén trà lên mặt bàn nhìn chăm chằm từng chinh tốt vậy tôi hỏi anh anh bảo hai người yêu nhau cuồng nhiệt đến chưa cưới đã có thai tại sao vợ chồng anh lại có thái độ xa cách như thế vợ anh còn không gọi thẳng tên chồng vợ chồng mới cưới lại ngủ riêng là như thế nào đó là chuyện riêng của vợ chồng con Mẹ quan tâm hơi rộng rồi đấy Nhưng mà nếu như lần này có thể thỏa mãn sức tò mò của mẹ Và sự suy xét của một số người nào đó Vừa nói Ánh mắt sắc như dao của anh Lướt từ khuôn mặt yếu đuối của Lệ Trân Đến ánh mắt Trốn tránh của Thu cúc Lệ Trân còn đỡ Cô ta còn có thể đáp lại anh Bằng một nụ cười gượng gạo Còn Thu cúc Chỉ biết cúi đầu run rẩy Sợ dĩ cô ấy có thái độ xa cách với con Và con phải ngủ riêng vì bọn con mới cãi nhau trước khi về nhà. Vợ chồng con, đầu giường tranh cãi thì cuối giường cũng hòa thuận mấy hồi. Mẹ không cần phải đa nghi quá, cũng đừng nên nghe lời xúi dục mà làm chuyện mất thân phận như tối qua. Mẹ có làm gì thì cũng chỉ quan tâm đến con. Sợ con ở trong quân ngủ lâu ngày không biết được lòng dạ đàn bà thế nào. Sẽ bị người ta xỏ mũi dắt đi. Nếu như vậy mà con thấy khó chịu thì thôi. Từ giờ về sau mẹ mặc sát con. Sướng hay khổ thì tùy con lựa chọn Tần Đình thấy mẹ mình xuống nước như vậy Thì cũng không có lý do gì để tạo nên hiểm khích Làm như vậy chỉ khiến cho thời niệm chịu thiệt thòi Khi anh không có mặt ở nhà Nghĩ như vậy Giọng anh càng trở nên mềm mỏng Cũng tiện thể tìm mục tiêu khác Đánh lạc hướng mẹ mình Còn đã ba mươi mấy tuổi Mẹ không cần phải nhọc lòng như vậy Mẹ chỉ cần lo cho em gái con Có tấm chồng ổn định là đủ Năm nay nó không còn nhỏ nữa, con gái con. Đứa mà lông bông bên ngoài mới là đáng lo. Nhắc đến đứa con gái Út đang du học bên trời Tây, quả nhiên sự chú ý của bà Tần bị lôi kéo. Sau khi dặn dò anh đưa vợ đến phòng ăn dùng bữa vào tối nay thì vẫy tay đuổi anh ra ngoài. Tiếp theo đó là nhấc điện thoại gọi một cố đường dài cho con gái yêu, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện lệch múi giờ. Tần Minh Minh đang say giấc ngủ giữa đêm, bị mẹ dựng đầu dậy hối thúc, lập gia đình. Cô mơ hồ hứa hẹn gì cũng chẳng nhớ. Tất cả đều nhờ hồng phúc của người anh thứ của cô. Bình thường, nhìn như chân chất thật tà, lại có lúc gian xảo bất ngờ như thế. Đúng là tiềm lực con người là vô tận. Chỉ cần khơi gợi đúng thời điểm mà thôi. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện Áo cưới màu tan được viết bởi tác giả Lan Đình. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi tập 3 của bộ truyện này được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai trên kênh độc truyện Chị Dọ. Còn bây giờ thì Thú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày thật an lành và vui vẻ.